Xin chào các bạn đang xem video của mình. Hôm nay là chúng tôi đang chuẩn bị ráp nhà làng da. Cái nhà đây này, mời các bạn muốn xem nhé. Đây, tất cả là anh em cho ra hết mấy cái tấm ván ở ngoài để bảo. Xin chào các bạn đang xem nhé. Đây là đang làm đóng ván nhà làng Tây Phía, làng Giang. Chào mọi người đang xem nhé. Đây là chỗ mới em đang làm cùng làm thợ này. Toán rút ra hết ra ngoài để bảo.
Xin chào mọi người đã xem video của mình. Bây giờ mình sẽ hết tại đây.